tại khái cái lô xó cái này là 60, cái này 30, tổng cộng là 90 này. Gồm một cái 90 thì rồi một cái 90 dễ hơn hai cái này thì khó các bạn. Đấy. Bây giờ tôi thử thách. Thử thách một cái. Gần chút. Khó cầm này, rất khó cầm các bạn. บัดที่ถัดว่าซอจะบัดที่ถัดกันใจไหมđược các bạn nhá, nhưng mà hai cái thì hơi khó.